Ngày 16 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt hai công ty trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối với tổng số tiền 700 triệu đồng do có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 4, phát hiện tại hố ga thu nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn May Theo Khải Hoàn có nước thải màu nâu đỏ, có hơi nước bốc lên và chảy ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp. Tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường sáng ngày 10 tháng 4 cho thấy trong công ty Khải Hoàn có 4 doanh nghiệp thuê nhà xưởng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Switzerland Tax, hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm qua đường ống thoát nước thải sinh hoạt từ tầng 2 đang chảy vào hố ga thoát nước mưa và có một đường ống trực tiếp xả vào hệ thống thoát nước mưa. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt công ty Switzerland Tech 300 triệu đồng, xử phạt công ty Khải Hoàn 400 triệu đồng do có tình tiết tăng nặng là không phối hợp xử lý vụ việc. Trước đó chưa đầy một tuần, Ngày 10 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Đại Hoa tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối cũng bị xử phạt 350 triệu đồng do hành vi tương tự.